Đây, cả nhà đang đứng ở Bà Giọt Sky, 84 tầng cao nhất Bangkok. Đây là tầng 84. Tạm tới tầng 84 của Bà Giọt Sky. Tòa nhà xoay vòng vòng khắp Bangkok. Xoay vòng vòng để nhìn khắp Bangkok luôn. Tòa nhà Bà Giọt Sky cao nhất Bangkok, 84 tầng. Đây là tầng thứ 84. Đây là tầng thứ 84. Ben đội nó con hổ ba mùa. Bên nói đi, đây là đang đâu đâu đâu? Đây là Bà Giọt Sky. Tầng thứ 84 cao nhất Bangkok. Đây là nhà tầng thứ 84, nhà hè là chỗ tầng xoay. Để thấy dọc vòng cả Bangkok. Cao 84 tầng quá cao.
phải đợi ba qua con nửa vòng đi, mình đi bộ vô nhanh lắm. Con xuống rồi lạc luôn 7 phút.